Hello, xin chào mọi người, chào mừng mọi người đã trở lại với channel của mình và mình là Lộc Sutaki. Trong video ngày hôm nay thì mình sẽ tiếp tục với Real Life Craft. Và trong thời gian giữa hai tập thì mình cũng đã hoàn thành nốt cái ngôi nhà của mình rồi. Và tầng dưới thì mình có trang trí bằng một ít tấm thảm. Và khi đến cầu thang này thì mình sẽ gặp cái đội quân chó sói của mình. Sắp tới thì mình sẽ cố gắng cho cái đội quân này thật là đông đúc luôn nhá. Và cái tầng cao nhất cũng là nơi để mình có thể chiến đấu với những con quái vật ở trên không trung, chẳng hạn như là những cái tên thần gió mà thích cà khịa ấy. Rồi, và nhiệm vụ chính ngày hôm nay của mình đó chính là khám phá sâu vào bên trong khu rừng để có thể tìm thấy những anh bạn vẹt, người bạn có thể bay khá là dễ thương luôn á. Và bây giờ thì mình sẽ chuẩn bị đồ đạc để đi khám phá thôi. Và ngoài ra trong chuyến khám phá lần này cũng như là từ nay về sau luôn á, là mình sẽ tắt Keep Inventory đi, tại vì mình muốn trải nghiệm cái cảm giác khi mà chết mất đồ nó như thế nào ấy. Với lại khi mà tắt như vậy thì mình sẽ chiến đấu một cách cẩn thận hơn. Và hiện tại đang rất là lạnh nè, mình cần phải tạm thời tắt cái này đi. Giờ đang là mùa đông ấy. Đặt lại nè, giờ lại đang là mùa đông nên không khí nó rất là lạnh, mà bật thêm cái máy lạnh nữa thì bị sốc nhiệt như chơi á. Và bên cạnh đó mình cũng có được một cái tool belt ở cấp độ 5 với ba cái dòng rất là tốt luôn, nhất là cộng thêm mình một trái tim ấy. Và đây mình cũng có một cái tương tự nè, bằng cách cho da bò vào bên trong và đập để lên cái chất lượng của nó ấy. Và trước khi đi á thì mình cần phải chế tạo sẵn những cái Grey Scroll, thứ có thể giúp mình dịch chuyển là cái nơi vừa chết. Như vậy thì sẽ tiện hơn cho mình trong việc là lấy lại đồ. Mình cần phải có thịt zombie nè, cũng như là giấy ở đây. Rồi, sau đó thì mình sẽ đặt theo công thức hình chữ L như vậy. Đó, mình đã được một cái ở ba cái Grey Scroll rồi. Cái này thì mình sẽ để dành ở nhà chứ không có mang theo nhá. Và đồ đạc chuẩn bị đi khám phá thì mình chỉ cần mang theo cái thuốc recall này để có thể dịch chuyển về nhà, sleeping bag cũng như là cái atlas để có thể nhìn thấy cái phương hướng ấy. Rồi, giờ thì mình sẽ cất cái Grey Scroll này ở nhà nhá, cất vào hết. Và ngoài ra thì mình cũng có được những cái Heart Crystal Dust này nè. Cái này mình sẽ nén nó lại để chế tạo thêm những trái tim nhá, tăng cái sức sống của mình lên một xíu. Rồi, mình có thêm được 14 cái hả? 14 cái thì mình chỉ mới có thêm được một trái tim thôi, là phải chiến đấu để tìm thêm những cái Heart Crystal Shard rồi đó. Cất cái này vô trong tạm đi. Và bây giờ thì những cái nhẫn mình cũng đã đeo đầy hết trơn rồi. Còn cái nón nè, mình chưa biết cái nón có thể chế tạo được cái gì không nữa, nhưng mà từ từ mình sẽ tìm cách để gắn full vào cái dòng trang sức luôn nhá. Và ngoài ra thì sắp tới mình sẽ chế tạo thêm bộ giáp bằng vải của rồng nữa. Mình có 28 cái vải của rồng bronze. Và cái giáp kim cương mình dùng còn khá tốt nên mình chưa có chế tạo thêm ấy, sợ phí lắm. Và ngoài ra ruộng thì mình cũng có làm một cái nhỏ nhỏ bên đây, một phần là để mình có thêm cái nguồn thức ăn. Với lại mình có thể sử dụng cái này để làm nơi farm kinh nghiệm luôn. Nó khi mình thu hoạch như vậy nè thì mình sẽ lên cấp luôn á. Đó, giờ lên cấp 10 rồi nè. Và một ít cho nó lên cấp 11 luôn coi. Và mình sẽ nhặt thêm mấy cái hạt giống để thuần phục bé vẹt. Đây, nhặt lại. Hạt giống thì nó rơi ra khá là ít đây. Có vẻ tại bây giờ là mùa đông nên nó rơi ra ít hạt giống. Chứ bình thường mình thấy thu hoạch nó cũng rơi ra nhiều lắm á. Giờ đang là mùa đông nè. Rồi, tạm thời thì mình sẽ lấy khoảng mười mấy cái hạt thôi. Tại vì vẹt thì ăn khá là nhiều hạt giống nên mình cần phải mang theo nhiều nhiều một xíu, tránh trường hợp thiếu. Rồi, trồng lại ở đây nữa. Rồi, như đây chắc đủ rồi đó. Và cạnh nhà mình còn có một cái cây táo nữa kìa. Rất là nhiều trái luôn. Và mình cũng có thể ra đây hái mang vào trong nhà làm những cái quả táo vàng ăn, tăng cái sức chống chịu lên. Và nhắc đến tăng sức chống chịu mới nhớ, mình cũng có thể chế tạo những cái bánh hamburger mà ta. Đây, sẵn tiện có lúa mì trong đây, mình sẽ làm bánh mì nè. Cộng với những cái đây thịt của Maca để làm bánh mì hamburger. Sau đó mình sẽ mang theo ăn vô một phát á, là mình sẽ có thêm trái tim màu vàng. Đây, mình sẽ ăn thử nhá. Rồi, ăn một cái nào. Nhầm 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 đó. Máu mình lên ba hàng luôn rồi kìa, nhiều cực. Cho nên mình phải mang theo một ít á. Còn bánh mì thì mình sẽ cắt bớt ở nhà đi, giờ không cần nhiều bánh mì đâu. Và mình sẽ lợi nàng tiên bướm này để hồi cho đầy máu trước khi đi nhá. Ui, cái con này. Ui, dám lên ăn thịt bò mình chứ. Ui, cái con đó liều thiệt á, dám lên nhà mình ăn thịt bò của mình luôn. Ui, trộm ngày à. Ui, ăn trộm ban ngày luôn chứ. Và da bò thì chắc mình sẽ cất ở nhà đi, không cần mang theo da bò đâu. Cất ở nhà, rồi, giờ thì lên đường thôi. Và để tìm được những anh bạn vẹt thì mình cần phải đi sâu vào bên trong khu rừng. Và khu rừng thì nó tầm hướng gần gần cái nhà ban đầu của mình nè. Và sẵn tiện đó mình sẽ qua bên kia và thăm mấy anh dân làng của mình luôn. Những cái trái tim màu vàng có cái thời gian hiệu lực rất là lâu luôn ấy, một phút mấy luôn. Rất là tiện trong việc chiến đấu trong thời gian dài.
Và mùa đông đã tới rồi kìa, nước đã đóng băng gần hết. Không biết khi nào mới đổ tuyết ta. Đổ tuyết thì mình sẽ có thể lấy tuyết và chơi ấy. Để coi làng mình còn đầy đủ mấy anh nhân làng không. Ủa con hiệp sĩ rồi. À đây một anh nhân làng nè. Hai anh. Hình như cái làng này chỉ có hai vợ chồng anh nhân làng này sống thôi á. Tạm thời thì để cho mấy anh sống với nhau đi. Giờ thì mình sẽ đi sâu hơn vào bên trong khu rừng nha. Đi đâu cũng gặp mấy cái con này hết á. Nhưng mà đỡ một cái là nó không có quánh mình. Phải nói mà quánh mình thì mấy con này cũng mệt với mình rồi đó. Giờ vũ khí, áo giáp cũng như là khiên của mình rất là xịn rồi. Nên còn không còn sợ bị one shot nữa. Ngoại trừ mấy cái con boss thôi. Tại vì boss trong đây nó quánh toàn vô đầu không mà. Mình sẽ đi sâu. Ui ui. Ui đừng có hù như vậy mà. Rồi mình sẽ để bên đây để cho dễ dàng quan sát hơn nha. Ở phía trước có một cái hồ nhỏ nhỏ kìa. Nhìn ở đây á, thì mình cũng có thể nhìn thấy những cái hồ luôn nè. Những cái chấm nhỏ nhỏ này là những cái hồ á. Nhảy qua đây. Rồi và có cacao nữa ta. Không biết cacao có làm được gì không nhờ. Chắc chủ yếu là dùng để làm bột nhuộm cũng như là làm bánh quy thôi à. Và mấy thứ đó thì chắc không cần trong thời gian này. Và đây có một cái hồ sen nè. Có gì không? Ôi, có tiếng ếch kêu nữa. Hồi xem mà có ếch kêu luôn, xịn á. Rồi, đi sâu vào bên trong khu rừng thôi. Và mình cần phải chuẩn bị, ai da, cần phải chuẩn bị sẵn cái sleeping bag này. Tối xuống là mình ngủ liền, tránh trường hợp bị quái đánh. Rồi, đi tiếp về hướng bên này nào. Ui, đêm hồi gặp cái núi luôn hả? Trong rừng này rất là hiếm để gặp mấy cái núi nha. Có dưa hấu, nhưng mà thôi đi dưa hấu thì chắc không cần phải mang về đâu. Gần nhà mình cũng có, khi nào cần thì cứ lại đằng kia mà lấy cũng được. Bên đây có cái gì nè. Ở đây là một cái biển à. Hy vọng là cái biển đi, mình cũng rất muốn ra biển chơi ấy. Ui hình như... Ui đây vẹt nè. Ui mình gặp bé vẹt rồi. Rồi thuần phục. Một hạt giống luôn. Ui đứng lên nào, lên dài. Đó. Mình có người bạn rồi. Nhưng mà dẫn theo đi khám phá. Ui đây còn có nữa nè. Hai bé vẹt luôn. Đây đi theo về nhà nha. Được rồi. Rồi mình có hai bé vẹt luôn. Đây một bé nữa. Tổng cộng là hai bé trên hai vai nào. Lên. Lên nào. Yay, vậy là mình có hai người bạn luôn rồi. Nhưng mà dẫn theo đi khám phá thì hơi nguy hiểm á. Chắc mình phải dẫn hai bé vẹt này về nhà trước rồi sau đó mới đi khám phá. Và bên đây không phải là vùng biển, nó chỉ là cái ôi cái vùng đất bóng tối, nhưng mà gần đây còn có mèo nữa. Ui mèo dễ thương cực luôn á, còn có thể chống lại creeper. Và đây là vùng đất bóng tối mà thôi tốt nhất không nên lại gần, lỡ mà vô đó mấy bé vẹt mình chết rồi sao. Ui đừng có lỡ mấy cái cây đó đụng vô là chết liền á. Thôi bây giờ chắc mình sẽ dẫn mấy bé vẹt của mình về nhà, để cho mấy vẹt ở nhà sau đó mình mới đi khám phá một mình nha. Rồi về nhà thôi. Sau khi đưa mấy bé vẹt về nhà và trở lại khu rừng thì mình đã vô tình phát hiện được một công trình nhìn rất là lạ luôn, khá là giống con đền ấy. Để bây giờ mình sẽ vào bên trong để khám phá thử nha. Ui hy vọng có rừng bên trong để mình có thể lấy đồ về, và càng tốt hơn nếu có kim cương. Rồi giờ liền lên trên thôi. Ui ô cái này nó còn có đường đi xuống nữa. Để mình lên trên xong rồi xuống dưới thử coi nó có cái gì đặc biệt không nhá. Và ở trên đây thì không có đồ gì hết. Và bị đóng rêu với lá tùm lum hết nè, không có rương luôn. Rồi vậy chắc ở phía dưới mới có rương á. Rồi giờ thì mình sẽ đi xuống dưới của cái ngôi đền xem như thế nào. Mà sao cái đường đi khó đi vậy ta, đi vướng mấy cái lá tùm lum hết á. Rồi xuống đây. Ui có vẻ khó đây nè. Mình hơi ngại khi mà xuống mấy cái công trình dưới lòng đất ấy. Tại vì ở phía dưới rất dễ gặp mấy cái con quái thứ dữ. Ui. Ủa cái này sao giống cái kiểu công trình dưới cái ngôi nhà bảo quan vậy ta. Ôi giống cực luôn. Ôi đúng rồi nè, cũng có mấy cái lồng sắt nè. Ôi có cái phòng có bánh kem luôn, Iran luôn á. Ok giờ thì đi qua căn phòng này trước. Nhưng mà cái gì nè, vụ ai đây, thuốc độc hả, mũi tên hả, bị bắt bài rồi nhá. Rồi, leo. Rồi, giờ thì lấy đồ thôi. Cái này thì cho Protection với Unbreaking Emerald. Một cái quyển sách sắc bén 1. Được á, ép vô cái cây kiếm mình là vừa rồi. Một cái khiên không cần đâu. Và bên đây có bánh kem. Có rương, chưa cẩn thận coi có 7 gì không.
À không, không có 7. Ừ, kim cương. Ừ, quá dễ chứ. Một ít cái bánh nè. Lại là một cái khiên nữa. Và giấy thì không cần. Scott Spawner tốt nhất là đập ra luôn đi, để đừng cho nó có xuất hiện ấy. Rồi, quá xuất hiện kìa, con zombie mà cái đôi ủng vàng kìa. Lại đây nè anh bạn, lại. Ui, hình như cái áo giáp, có áo giáp gai sao ấy. Ủa sao mình quánh mình lại bị dính sát thương ta. Đó, đó là sức mạnh của cái kiếm Rising đó các bạn ơi. Đóng băng nguyên đối thủ luôn nè. Giờ thì mình cần phải đập ra coi. Ây da, nước chảy, nước chảy. Ui, đập một phát nước chảy ra tùm lum luôn. Dườm bài nè, múc nước lại coi. Ui, nước tràn MD rồi. Ui, cái kiếm Rising mạnh thiệt á. Giờ thì mình cần phải tắt cái nước này trước cái đã. Kiếm chảy hoài vậy. Một cái cung Emerald và kim cương nữa. Lọ thuốc thì chắc không cần đâu. Ui, kiếm Rising mạnh như sao. Ui, gì mà hôm trước chiến đấu nó đâu có mạnh vậy đâu ta. Hình như tới mùa đông thì nó mới áp dụng được hay sao ấy. Rồi, có mấy lọ thuốc. Ok. Ui, thuốc sức mạnh nè. Strength 2 luôn. Wow, uống lọ thuốc này vô chiến đấu là bá cháy luôn á. Được, mũi tên thì cất vô đi, thuốc độc không cần. Bánh kem ăn miếng coi. Nào mà chưa đói. À, bên đây còn có nhện nữa. Được, qua đây chiến luôn. Ây da, ây da. Ui, cẩn thận, mình không có kiếm inventory đấy, phải chiến đấu thật là cẩn thận. Rồi, nhện nè, đi liều đi qua luôn nè. Rồi, sau đó đập cái spawner liền. Vậy là kịch nghỉ hồi sinh nhá. Và kiểm tra trong rương, nó cho mình một cái quyển sách hiệu sức 1 hả? Ôi, hiệu sức 1 kém quá thôi, mình không lấy đâu. Rồi, mình chỉ lấy, chưa mình coi mình vứt được cái gì ta. Blaster chắc vứt được nè, Clawson vứt được luôn. Rồi, táo để lại, đi tiếp thôi nào. Thuốc sức mạnh chắc bây giờ mình sẽ uống luôn. Và cái lọ thuốc này mình chưa biết công dụng nên mình sẽ không có lấy. Uống thuốc sức mạnh vào trước nè. Ui, mình uống thuốc thì mình sẽ bị khát ấy. Ủa bên đây mình nghe tiếng con gì vậy ta? Ừ, tự nhiên mình nghe tiếng cái con quái vật gì cạnh bên ấy. Ủa, đây có cái bandage nè. Bandage thì lấy được để dành hồi máu. Rồi, giờ thì trở lại cái khu vực ban đầu thôi. Lowstone hả? Mà thôi đi, Lowstone không cần lấy. Rồi, trở lại cái bên đây nè. Nó còn tới 3 đường lận đúng không? 1, 2. À không, còn 2 đường nữa thôi. Giờ đi đường này là còn 1 đó. Ui, nó còn ở phía dưới nữa. À, ui, chưa. À, bên đây thì không có 7. Ủa, bên đây nó có cái gì mà sao có cái... Ây da. Ui, cá bạc. Ủa, bên đây có căn phòng gì bí mật hay sao ấy? À, đây là cái spawner của con cá bạc. Wow, đập cái khói này ra coi, thấy mấy con kia đi ngang nó cũng bị dính sát thương nữa. Rồi lượm vào, trở lại và lấy đồ trong rương thôi. Một emerald, thuốc thuốc regeneration, thuốc tốt nè, giúp mình hồi máu, giống như nàng tiên bướm búp cho mình vậy đó. Ồ, đây có vẻ là căn phòng trung tâm hay sao ấy. Ủa, phòng này đâu có gì đâu. Bên này cũng vậy luôn. Trong này chỉ có lửa thôi hả? Hay là phải đập mấy cái này ta? Đập ra cũng không có gì. Thiết kế của cái này ngộ thiệt á. Nó không có nêu rõ cho mình là hướng nào sẽ có đồ tốt á. Ui, may quá, mình gớt xuống đây mà không chết. May mà nó thấp á, phải nó cao phao nãy chắc là gãy chân rồi. Ui, đi đứng phải cẩn thận một xíu chứ. Cái này không kiếp inventory, đi là té chết như chơi á, không đùa đâu. Rồi, đi về hướng còn lại thôi nào. Nó thì lúc nào mình cũng gài sẵn hết rồi. Chỉ cần gặp mục tiêu là bắn liền. À, vụ ai đây? Có cái bẫy nè. Ủa, tự nhiên cái này là căn phòng trống vậy thôi hả? Ui, gì cũng làm quá lên nữa. Rồi, đây. Skeleton hả? Chịu thua đi. Rồi, spawner, đập. Lấy đồ trong spawner nè. À, đằng trước nguyên một đàn skeleton luôn. Lên đàn sẵn. Bắn nè, một hit. Mình one shot skeleton luôn á. One shot nè. Wow. Đúng là nỏ của mình vẫn là tốt nhất. Rồi, gấp lại đằng đây và đập cái spawner nào. Ui, con nữa kìa. Bắn đi. Bắn đi. Ây da. Ủa sao mình bị cháy? No, chiến đấu lẹ. Dập lửa liền. Ui, cẩn thận. Ui, may mà mình bắn kịp á, không thôi nãy là bị chết cháy rồi. Cháy trong đây nguy hiểm lắm.
Giờ thì ở đây có cái bandage thứ dữ nè. Để mình hồi máu thử coi. Có không dùng được à? Nè bandage này, thử coi nào. Đây đây được nè, mình sẽ hồi máu phần đầu đi. Phần đầu là cái phần nguy hiểm nhất nên mình cần phải hồi đầu tiên. Rồi, nó hồi một phát đầy phần đầu luôn hay sao? Ủa cái này là hồi từ từ hả? Đúng rồi, cái đó là nó hồi từ từ các bạn ơi. Còn cái này là mình hồi một lần là nhiều cái bộ phận luôn. Chắc mình dùng cái này đi cho nó nhanh, dùng cái kia tưởng đâu tốt hơn cái này thì ra nó mất thời gian hơn. Rồi, và hầu như cái rương nào trong đây nó cũng cho mình kim cương hết á. Một cái short cast này, vứt redstone đi. Bánh nè, túi mực, chỉ, ổ xương, needle coat, vứt. Một cái cuốn sách protection và một cái áo. Cái áo này chắc không cần lấy đâu. Rồi, giờ thì mình sẽ đi tiếp một cái. Ui, cái này cho mình 10% tốc độ chạy luôn. Mình sẽ chạy nhanh hơn á, nhưng mà nó yếu giáp quá nên chắc mình cũng vứt nó đi. Rồi giờ đi tiếp thôi nè. Ui, ở đâu ra vậy? Ui giật mình. Ui nó cầm cúp kim cương và cái đồ ổn kim cương luôn kìa. Bắn lâu quá, để mình dùng cái này. À thì ra nó có spawner bên trong. Ui, phải tiêu diệt gấp mới được. Tiêu diệt nè, một mũi là tiêu diệt được hả? Rồi giờ đóng cái spawner nào. Ây da, cố lên. À không cho hả, không cho. Nó bị kẹt nhau kìa, nó kẹt nhau chỏng rồi các bạn ơi. Rồi vươn ra và bắn tiếp nào. Búp. Rồi đập được rồi đó. Rồi lại đây nhặt lại những cái hot crystal dust ấy. Tại vì những cái spawner đều có những cái hot crystal dust. Và bên đây cũng có một cái nè. Và đây là của con nhện. Ui có con nhện ấy nữa kìa. Mình phải tiêu diệt con nhện kia trước mới được. Chết đi. Rồi ổn, tiêu diệt được con đó thì mình sẽ đỡ nguy hiểm hơn. Để không thôi là mình bị con đó đánh là chết ấy. Nó có được nâng cấp. Rồi đập cái này ra. Tiêu diệt ngươi nè. Rồi và đập cái spawner liền. Để không thôi nó spawn nữa. Rồi lấy đồ. Cái này thì không có kim cương rồi. Cái quần. Ây da. À zombie hả. Ui zombie nâng cấp. Nhưng mà chỉ với một hit thôi là cũng chết hả. Đúng là cái nỏ kim cương có khác. May mà mình có mang theo. Và tiêu diệt ngươi nè. Hãy coi có rơi ra gì không. Rơi ra bandage. Lấy bandage được. Ui, đập spawner ra đi. Mấy cái spawner này tốt quá à. Toàn là chịu hỏi mấy con zombie mà có mặt giáp không ấy. Nè mình đánh lâu chết lắm luôn. Rồi. Và cây kiếm này sau khi dứt điểm mục tiêu á, sẽ đóng băng mục tiêu luôn chứ. Trời, chắc mình sẽ đi xuống dưới đi. Ở đây mình khám phá hết rồi. Rồi trước khi xuống dưới thì phải uống một ngậm nước trước cái đã. Ôi, chưa nhớ thấy con zombie cầm rìu đợi rồi kìa. Ui hai ba con luôn. Có cần tiếp đãi nằng nhiệt vậy không? Kìa con nhện còn bám chỏng nữa chứ. Ui mình đánh xiên được hả? Ủa sao mình đánh xiên con nhện được ta? Kỳ lạ thiệt. Rồi giờ đứng bên ngoài và bắn hết mấy con này trước khi vào thôi. Đỡ phải chiến đấu chỉ cho mệt. Đó vậy cho nhanh. Và bên đây thì ồ chỗ hướng nào cũng có spawner đợi sẵn. Ui cá bạc mình cũng nâng cấp nữa kìa. Phải tiêu diệt con đó liền. Gì dạ? Ui cái sự kiện gì kìa. Ui sự kiện gì á? Ui sự kiện gì á? Ui tự nhiên kích hoạt cái sự kiện gì vui vậy? Ui chiến đấu mà còn được nghe nhạc miễn phí nữa. tự nhiên kích hoạt cái sự kiện Balmstone gì lên á. Rồi giờ mình sẽ gán bắn cái con cá bạc enchant hồi nãy coi. Bắn nè. Ui tiêu gì được rồi, nhưng mà không biết nó rơi ra gì ta. Qua đây kiểm tra mới biết được. À một cái nón thôi, rơi là một cái nón bằng silver. Ủa mấy con này chích đau lắm luôn ấy. Ủa cái khói gì nè. Kỳ lạ thật á, ở đây có nhiều chỗ rất là khó hiểu luôn. Lấy kinh nghiệm ra vô trước cái đã. Ủa cái này chắc mình đi một vài vòng mà mình sẽ đi lên quá. Ồ kim cương nè, lọ thuốc, hồi máu. Lấy luôn. Cuốn sách, sách này chắc lấy được. Ê da, bắn cắn lén này. Ui phải để ý mấy cái con kia nó nhỏ nhỏ với lại nó trùng màu với cái màu đá nữa nên rất là khó thấy luôn ấy. Ở đây có con nữa nè. Ui mà nó bị kẹt rồi. Đây là con zombie nhưng mà cũng không đi ra được. Tạm thời chắc mình sẽ đi lên đi, chỗ này chắc không còn gì để khám phá đâu. Chứ dưới đây ngoài cũng khá là nguy hiểm ấy. Rồi ok, hẹn lại các bạn khi mình di chuyển lên trên mặt đất nha.
di chuyển được một đoạn nữa thì trên góc trên màn hình đó đã xuất hiện một cái thanh Luna Crew gì kìa. Không biết sự kiện gì nữa đây, không biết có boss không ta. Tự nhiên xuất hiện cái thanh đó với lại cái phay một kìa. Ủa con nào đâu, lại đây đi, chiến đấu luôn nào. Ở đây là chỗ trống nên mình cũng không có sợ cho lắm. Nếu không đến đây thì mình đi tiếp à. Tự nhiên hiện lên mình cũng hơi giật mình nữa. Nhưng mà không sao, thôi cứ đi tiếp đi. Nếu không xuất hiện thì thôi, mình đâu có ngần ngại gì mà phải đợi đâu. Rồi, giờ thì đi tiếp thôi nào. Ồ, di chuyển được một đoạn thì mình gặp được một ngôi nhà gì rồi nè. Cái này là chuẩn nhà bằng đá luôn ấy. Ồ, có đuốc luôn. Xịn nha. Ui, có sách rồi kìa. Ồ, chắc mình chơi mấy cái sách đó về được. Rồi, vô trong lấy luôn. Kim cương. Ui, đây là nhà của bác thợ mỏ hay sao ấy. Có trứng than. Ừ đúng rồi, cái này chắc nhà của bác thợ mỏ rồi. À, sẵn tiện đây chắc mình sẽ đổi đi. Mình sẽ đổi cây cuốc của mình đang hư nè. Đổi cây cuốc xịn hơn của bác này. hơi kỳ một xíu nhưng mà không sao, đây chắc cũng được á. Rồi mình sẽ lấy cái kim cương này về nè, vàng nè. Redstone lấy luôn. Rồi, vậy là vô tình nhặt được thêm một viên kim cương nữa. Xương thì chắc không cần lấy. Redstone, ok, giờ thì cho hết mấy thứ này vào bên trong cái ba lô thôi, vứt ra đi. Rồi, để xuống, cho kim cương vô, hết đi tổ sát vào. Redstone, và đây có cái kệ sách hả, lấy luôn. Cái gì lấy được thì cứ mang về hết thôi ơi. Ui, về đây. À không, nó chỉ đi ngang mình thôi, tưởng đâu nó vô nó quánh mình. Rồi, giờ thì cắt cái cưa vô trong lại nè. Sau đó lấy ba lô và đi tiếp thôi. Tự nhiên lượm được ít kim cương vui ghê á. Rồi, giờ đi tiếp thôi nào. Ồ, cuối cùng thì mình cũng tới sa mạc rồi các bạn ơi. Di chuyển rất là lâu thì cuối cùng mình cũng gặp được cái sa mạc rồi. Và bây giờ thì mình sẽ vào bên trong sa mạc để khám phá nha. Thời tiết lạnh của mùa đông mà vào được sa mạc thì tuyệt vời còn gì bằng nữa, không còn sợ lạnh. Đi vào bên trong thôi, với lại mình cần phải lấy thêm mấy cái xương rồng về. Ui, cái đó là cái gì đây? Hình như đây là hang bò cạp á. Đúng rồi, mình mới nghe tiếng cái đuôi con bò cạp nó kêu. Ui, sa mạc nóng tới nổi mà cháy luôn rồi kìa. Ui, đúng là sa mạc khắc nghiệt thiệt. Tranh thủ lấy mấy cái này về. Ui, con gì sau lưng ấy. Đừng có con nào cắn lén nha, không vui đâu ấy. Rồi, lấy về. Mùi lâu thế. Ủa? Hay là phải dùng cái này? Ồ, đúng rồi, phải dùng dụng cụ thì mới có thể lấy được. Và được một cái hạt giống của xương rồng luôn. Vậy là có thể mang về trồng rồi. Ở đây có bông hoa gì nè. Lily Fire. Và đằng kia có xác rồng. Ui, đúng là sa mạc hay là dùng băng giá thì gì thì rồng cũng khá khó mà sống ấy. Tội nghiệp bé rồng mà đã nằm xuống ở đây ghê luôn á. Và đây có vẻ là một cái ngôi nhà mà bị bỏ hoang rồi nè. Chắc là một con bão cát nào đó đã cuốn đi mất cái ngôi nhà này rồi. Giờ thì mình sẽ lại gần cái xác của con rồng xem như thế nào nhá. Sẵn tiện lấy một ít xương mang về luôn. Mới vô đây một xíu thôi mà nhiệt độ của mình đã thành cái màu cam rồi, hơi nguy hiểm nha. À không mà không, không phải đâu, đó là con rồng á. Chạy ra khỏi tầm của con rồng thôi, trước khi nó phát hiện mình. Tại vì bây giờ mình không còn cái khả năng chết không mất đồ nữa, nên chiến đấu với rồng là một điều rất là nguy hiểm. Nhưng mình cần phải chuẩn bị sẵn trước khi chiến đấu. Uống một ít nước vô cho hạ nhiệt độ nè. Sau đó sẽ cất những thứ không cần thiết vào, để lửa cạnh bên để có gì mình còn nấp nữa. Rồi, giờ thì kiếm một nơi nào đó thuận tiện rồi sau đó mình sẽ tiêu diệt nha. Ít nhất cũng phải có một cái gì đó thấp để mình có thể né những phát bắn của con rồng ấy, để tránh tầm nhìn của nó nữa. Chứ để nó thấy là nó khà một phát một là chết luôn á. Chết như chơi mà. Ủa, nó thấy rồi. Rồng nè. Làm con rồng này mới được. Mình phải tiêu diệt con rồng này. Ui, à đây có ngang luôn. Tuyệt vời. Ui, nó giết cái con ấy kìa. Cố lên. Bay đi, chạy đi. Ui, có nào một hồi nó tới nó giết mình luôn không ta? Mình cũng hơi sợ. Thấy đồ kim cương vậy thôi chứ nó cào một phát cũng chết như chơi à. Ui, coi lửa kìa. Ui, nó còn triệu hồi thêm mấy đàn em nữa chứ. Đúng không? Ui, nó né. Tiêu diệt đàn em của nó trước đi. Rồi, sau đó tới là con rồng. Không biết bao nhiêu phát của mình mới... Ui, vừa lửa vừa nước luôn hả? Ủa, con rồng này quyền lực vậy? Ui, mấy con rồng vàng gì đó quyền lực vậy ta?
nhớ con rồng trước gần làng nó đâu có quyền lực như vậy đâu. Đúng không? Ui, hộp rồi. Pít. Ui, hộp nữa. Tốt nhất là đừng để cho nó thấy mình ấy, bắn trong thầm lặng thôi các bạn ơi. Nó vừa mà bay về hướng mình á là chạy liền nha. Rồi, bắn nào, bắn nào. Ui, suýt trúng. Con này á. Đi ra chỗ khác, chỗ người ta đang bắn rồng nha. Bắn rồng nè, trúng đi. Một hit rồi. Mình nghĩ khoảng mười mấy hit mới chết được con rồng này á. Nó khỏe lắm. Một hit nữa. Hai hit. Rồi, xuyển xuyển rồi đó, nó bắt đầu xuyển xuyển rồi. Và nó đang tìm xung quanh coi ai bắn nó. Nhưng mà đâu có biết được mình đang núp ở đây đâu. Ba hit. Này thì rồng hả, dùng mua các bạn ơi, đừng dùng sức với mấy con rồng hả, siêu mạnh này. 4 hit nè, con rồng này đang bắt đầu cây cứu mình rồi đó. Ui, xích trúng. Con này thì đi ra chỗ khác đi, dướng mắt quá. Rồi, 4 hit rồi đúng không? Tiếp nào. Phải canh nữa, tại vì con rồng này nó lách léo lắm nè. Nó né nè. Bắn nè. 5 hit rồi. Cố lên. Ui, quá giật xương rồng. Ui, đàn em của nó nhiều quá. Ê. Chưa nè anh bạn, đừng. Ui, trúng nữa, sáu hit. Cố lên. Ây da, nó thấy rồi. 7 hit. Ô, leo, con rồng kia. Mình núp lại nó đâu có thấy được. Ui, nó né được. Rồi, ban đêm xuống, nó chắc là nó sắp buồn ngủ rồi đó. Anh tụ lúc mà nó buồn ngủ á, mình sẽ dễ bắn hơn. Coi nào. Nó vẫn còn bay. Chưa ngủ hả? Chưa ngủ thì tao bắn tiếp. Ồ, hình như phát nó trúng á. Ủa, nó bay mất tiêu rồi. Đây, dù sao bắn. Chưa, trở lại cái hang liền. nó đốt trội cái cây luôn kìa, thấy không? Cây chứ với một hơi thở nhẹ của nó thôi đó là như vậy rồi, mình thì chắc không chịu nổi một hơi của nó đâu. Giờ đợi cho nó bay lại gần thì tiêu diệt thôi các bạn ơi. Hơi mất thời gian một xíu nhưng mà vậy thì mới an toàn được. Chứ giờ mà nó đốt một phát là mất hết đồ của mình luôn á. Con nào lại đây nào, hát con rồng kia. Tiêu diệt skeleton lỡ buồn nè. Rồi nó đâu rồi, nó yếu quá, nó bay sản rồi. Mình quánh nó một hồi nó bay sản rồi các bạn ơi. À, nó vẫn còn trên bầu trời kìa. Ui, nó đốt cái vùng sa mạc luôn. Bắn rồi nè. Ui, chạy. Đừng để nó thấy. Đúng rồi, bay lại chỗ cũ đi. Có cái hang là mình có thể diệt nó một cách dễ dàng hơn. Con này thì chịu chết đi. Rồi, tiếp tục. Tiếp tục vào công việc giết rồng thôi. Ui, đâu rồi, đây. À, con này. Làm phiền ai đang giết rồng đấy. Rồi, chuẩn bị nè. Bắn. Ui, nó lại né rồi. Né dài. Né đâu cho thoát hả? Nó đang bắt đầu sản rồi đó. Nãy giờ các bạn thấy nó cứ bay vòng vòng để nó tìm mình không? Mà nó đâu có biết được mình ở dưới này nè. Hay, rồng kia. Lại đây nào. Nó né rồi kìa. Thủ đường chạy nha. Làm gì làm thì phải thủ đường chạy trước cái đã. Con rồng kia. Lại đây. Lại đây nào. Nó. Ui, sao kỹ năng né của nó điêu luyện thiệt á. Hiếm thấy một con rồng nào mà né hay như con này. Nó giờ nó né hoài luôn. Né, ui, cung mình yếu quá, bắn không tới. Bắn như vậy là tới không, trúng liền. Mình nghĩ khoảng 5 mũi là con rồng này chắc nằm xuống được rồi đó. Chịu thua đi. Ui, gì mà không trúng hả? Con rồng này. Chịu thua đi, với con rồng này về dư sức làm giáp luôn. Yay. I believe I can fly. Ui, này thì ha, dám kiếm chuyện với mấy con vật xung quanh đây. Và đây có thêm một xác con rồng nữa. Tổng cộng là 2 xác rồng rồi. Mất rất là nhiều thời gian để giết được một con rồng. Nhưng mà dù sao cũng đã hạ gục được nó rồi. Giờ thì chúng ta chỉ cần ngủ một giấc rồi sáng thức dậy là đằng kia. Và lấy đồ trong người của nó ra. Sẵn tiện đây lấy đồ trong con rồng này luôn đi. Con rồng này chắc tầm cấp 3 thôi hả? Tại vì nó bé xíu hả? Đúng không? Ui, cấp 2 thôi. Con rồng này chết sớm quá. Chỉ mới cấp 2 mà đã chết rồi. À, coi nào con này. Rồng hả rồng. Rồi lấy đồ thôi. Mình hy vọng nó sẽ rơi ra nhiều vải một xíu. Và coi mình có lọ không ta. Mình sẽ lấy một ít cái máu rồng về nữa. Ở nhà mình có một ít vải của rồng ron rồi. Coi mình được bao nhiêu nha. 27. Con rồng này có vẻ bự. Lấy được một lọ máu rồng luôn. Được. Giờ là tới chương trình lấy xương nè. Nó lấy một phát một ha, sạch người nó luôn. Và coi nào. Một lọ máu rồng, 27 cái vải rồng là ok rồi đó. Quá tốt cho một con rồng. Và mình sẽ cất vào bên trong cái rương này.
ở cái ba lô này và tiếp tục khám phá thôi. Ui ngôi làng. Ui ngôi làng kìa, ngôi làng sa mạc à. Ủa, ủa đây là tháp cánh thôi, cái này là tháp cánh thôi à. Cái này, cái đó chỉ là tháp cánh thôi. Và đây là cái tàn tích mà con rồng để lại hay sao ấy. Ủa sao con rồng nãy nó không có hang hả? Thường thường rồng phải có hang chứ. Ủa cái đó là cái tổ chứ. Rồng đáng ra phải có tổ á. Ui vào giờ mình đang bị khát nước và hoa mắt rồi nè. Uống ngụm nước vô coi nào. Ui đây có rồng con nữa nè. Ui tội nghiệp cái rồng này luôn á. Bé tẹo thôi à. Chỉ có đúng cái đầu thôi à. Xương không có để lấy luôn. Mà đã chết rồi. Thật đáng thương cho một thế hệ mà. Ui, giờ thì mình phải áp sát lại cái tòa tháp canh này. Ui. À không, cái này là cái cục ở ngoài sa mạc à. Tưởng đâu con quái vật chứ. Giật hết cho mình à. Ui, cái này là cái tháp canh ở vùng sa mạc. Cái tháp canh này gặp con rồng thế nào nó cào một phát cũng chết cho coi. Tháp canh gì yếu xìu như vậy vậy không biết nữa. Thiết kế cũng được đó. Và đằng kia có một cái chỗ gì kìa. Cái nhà, đúng rồi cái nhà. Wow, mình vào đó sẵn tiện mình coi có cái gì lấy không nhá. Mình lấy được thì mình sẽ lấy về nhà hết luôn. Coi nào. Đằng kia lại một xác rồng nữa. Ây da. Ui chỗ này nhiều xác rồng vậy. Một giáp của sói lấy luôn. Đằng kia nữa kìa. Ui vậy là cái khu này rồng mà còn chết huống hồ con người sao sống được. Vậy là chỗ này chắc không có dân làng rồi. Ui rồng gì đâu mà chết khô hết trơn là không còn vải luôn á. Còn đúng một ít xương với cái đầu thôi à. Và xương rồng thì nó chỉ đạt ở mức 8 thôi, chứ nó không có stack thành 64 được ấy. Nên rất là chóng chỗi khi mà mình rút luôn. Rồi tranh thủ đây múc một ít nước nào. Không biết nước ở đây có bị mặn không nữa. Tại vì nước mặn thì mình không có lọc ra được đâu. May quá, nước ở sa mạc vẫn là nước ngọt. Rồi giờ tôi sẽ uống thêm một ít nữa nè. Ui và hình như đây gần biển đúng không? Nếu gần biển thì mình sẽ đánh dấu luôn á. Hy vọng gần biển đi để sắp tới mình quay lại mình còn khám phá biển nữa. Sa mạc khám phá rồi nè, rừng khám phá rồi, đồng bằng khám phá rồi. Chỉ còn biển thôi. Con tàu kìa. Được. Vậy thì bây giờ làm dấu luôn thôi nào. Lấy cái atlas đây, atlas đây. Đánh dấu một cái vị trí của mình đâu rồi ta. Mình ở đây đúng không, mình sẽ đặt ở đây một cái điểm. Rồi, được tên là sa mạc cộng với là biển. Đó, 2 trong 1 nha. Chỗ này hơi nguy hiểm nên mình sẽ đánh dấu ít luôn. Giờ thì mình sẽ qua đằng kia để lấy đồ bên trong con rồng kia thôi. Biển thì từ từ khám phá cũng được, đâu có vội đâu. Với lại giờ đồ trong người mình quá trời rồi nè, khám phá cũng đâu còn ô đâu mà chứa. Và có rất là nhiều những cái bông hoa lily fire này. Và cái này dùng để chế tạo cái bát súp tình yêu cho mấy con rồng giao phối ấy. Giờ thì đâu có rồng để cho giao phối đâu, nên tạm thời mình sẽ mang về để dành thôi. Ui đằng này cũng có nữa nè. Ô, một cái xác rồng siêu to và có ngôi làng luôn. Ui con này có đánh mình không? Con này lần đầu mình gặp nè. Ui nó đánh. Dám đánh mình hả? Dám kiếm chuyện với mình. Tự nhiên ta lỡ ta nhìn thôi mà cũng quánh nữa. Ui sẵn tiện này là đây chỉ vết thương luôn và viên một đàn luôn kìa. Ui không nên đụng vô đàn của mấy con này đâu, nó quánh nội đồng đó. Được. Và mấy cái xác rồng bự này chắc mình không cần phải lấy nhiều đâu. Vì xương rồng mình cũng không có chế tạo được nhiều vũ khí vô lắm ấy. Và nhà mình còn rất là nhiều, khoảng mấy xác luôn á. Nên cứ để cho mấy xác rồng nằm ở ngoài này cũng được. Ê, đừng có đốt cháy xác rồng mà. Để cái xác rồng ra xa mấy cái lava một xíu. Không thôi bị cháy nữa. Xác rồng như vậy thì cần phải bảo tồn á. Rồi, để đó đi. Giờ mình sẽ ghé qua ngôi làng cũng như là trú tạm ở ngôi làng này một thời gian nhá. Tránh cái nóng của vùng sa mạc này mới được. Ui, ngôi làng sa mạc đẹp vậy. Làng sa mạc đẹp cực luôn. Có nhà đàng hoàng nè. Có rương mà rương trống. Rồi tiếp theo là cái nhà của... À đây. Cái này là cái thư viện. À, cái nhà thờ. Và nhà thờ chắc không có rương đâu. Còn mấy anh hiệp sĩ. Cái này là cái cối xây gió. Và mình để ý nha, ngôi làng nào cũng có mấy cái nhà kính như vậy nè, hiện đại ghê luôn. Chỗ mình còn chưa có làm nhà kính nữa, mà chỗ này làm nhà kính để trồng cây xịn ghê. Và coi có nhà của bác thợ rèn không? Có waystone.
Không biết cái Waystone này có đập được không ta? Nếu mình đập thì nó hư thì... Làm liều luôn, thử đập coi. Ủa cái này không có đập được. Nhìn nó bằng đá vậy thôi chứ nó không có đập được. Tiếc vậy, tưởng đâu đập được mình sẽ xin một cái mang về nhà để dành xài. Rồi, và qua đây coi. À, đây là nhà của bác thủ thư. Bác này bác vẽ bản đồ. Có sách nè. Ui, chưa 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 chưa, hình như mấy con này có quấn nhân làng không? Có vẻ mấy cái tên này thì sống thân thiện với nhân làng á, không có quấn nhân làng. Tạm ổn nha. Rồi như vậy thì chắc mình sẽ dừng chân tạm ở cái ngôi làng này đi. Và mình đang bị khát nè, uống miếng nước vô coi. Và mình cũng đã tiêu diệt được một con rồng mà bronze nữa rồi, giúp mình có thêm một ít cái vải của rồng ấy. Và mình cũng có khám phá được ngôi đền trong ngày hôm nay. Trong thời gian sắp tới thì mình sẽ cố gắng ra biển để chúng ta cùng nhau khám phá coi có những gì ở bên ngoài nha. Và cảm ơn tất cả các bạn đã xem video này. Hẹn gặp lại tất cả các bạn ở những tập tiếp theo. Còn bây giờ thì bye bye.